Ok, Miss Tony, tôi muốn nghe kể chuyện cho nên tôi kêu bạn kể chuyện cho tôi. Thì Miss Tony rap cái khúc một cái song như thế nào ạ? So Tôi kêu bạn tell kể chuyện you cho tôi. Mình đang có cái uh, từ kể chuyện. Ok, kêu kêu ai đó làm cái gì đó, kêu ai làm gì. Cái cấu trúc của nó là tell somebody to do something. Còn cái cấu trúc là kể chuyện cho ai đó nghe. Kể chuyện cho ai đó nghe là tell somebody, sẽ dẫn trực tiếp cho cái nội dung của câu chuyện hay là nội dung của cái gì đó trong tiếng Anh. Cái gì đó. Và ở đây tôi kêu bạn kể chuyện cho tôi. I tell you a star. Tôi kêu bạn là I tell you. Kêu ai đó làm cái gì đó True. là tell you, tell somebody to. Kêu bạn A là kêu. true. Chưa chưa. Tôi kêu bạn là so I tell you to. Kể chuyện cho tôi là tell me a story. Như vậy ở Tell đây me. đơn giản thôi. Công thức ở chỗ nào thì gọi là cái cách nói ở chỗ nào thì mình ráp vô ở chỗ đó thôi. Mình kêu người ta làm cái gì thì mình tell người ta, và sau đó mình nói về từ to, tell somebody to, và kêu người ta làm cái gì đó. Rồi sau khi mà kêu người ta làm cái gì thì phải xác nhận là người ta muốn làm cái gì cho mình. Thì phải kể chuyện cho ai đó nghe là tell người nào đó cái gì đó. Cùng một từ tell mà nó có hai nghĩa khác nhau. Một nghĩa là kêu, còn một nghĩa là kể cho người ta nghe cái gì đó. Như vậy ví dụ như là tôi tò mò về cuộc sống của bạn. Tôi kêu bạn kể cho tôi nghe về cuộc sống của bạn thì Mr. Way rap như thế nào ạ? Tôi tò mò về Sir, cuộc sống của bạn. Tôi tò mò về cuộc sống của bạn. Tò mò. Mình sẽ có từ tò mò trong tiếng Anh là curious. Curious, Curious. đây được gọi là tò mò. Như vậy tôi tò mò về cuộc sống của bạn thì Mr. Wayrap như thế nào ạ? Feel curious about About you. your life. Yes, I feel curious about your life. Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe về cuộc sống của bạn thì Mr. Wayrap như thế nào? I want you to tell about your life. I want you to tell Tell me me about your life. about your I life. want you to tell me about your life. Và tiếp theo là cô ấy cảm thấy tò mò về cuộc sống của tôi, cho nên cô ấy kêu anh ấy kể về cuộc sống của tôi. Thì chị Lani nói như thế nào ạ? Cô ấy cảm thấy tò mò về cuộc sống của tôi. She feels curious about She feels curious. curious She feels here. about Cô ấy cảm thấy tò mò về cuộc sống của tôi. she feel Yes. curious Giải tiếp đi ạ. she feel curious about my Yeah. She life so she tell him she tell him Yeah. Cho nên cô ấy kêu bạn cô ấy cảm thấy tò mò về cuộc sống của tôi, cho nên cô ấy kêu anh ấy kể cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi. không biết ra Yeah. I So so gì à? Cho nên anh choose này, cho nên cô ấy kêu anh ấy kể về cuộc sống của tôi. Kêu ai đó làm cái gì đó thì mình đã có cấu trúc được gọi là tell somebody to do something. Cho sau nên cô đó ấy cô kêu anh ấy ấy kêu anh ấy kể về cuộc sống của tôi à. so him tell me Yeah. Okay, so cô ấy kêu anh ấy, cô ấy kêu anh ấy là gì à? Ở đây à, tell somebody to do something. Cô ấy kêu anh ấy kể về cuộc sống của tôi. her Yeah. cho nên cô Cho nên ấy kêu anh ấy à. so Thì so so she kêu anh ấy. him Yes, kể về cuộc sống của tôi ạ. him tell her Yes, kể về cuộc sống của tôi là gì ạ?
Như vậy cho nên là cô ấy kêu anh ấy là so. She tells him to tell her about my life. Như vậy là khi mà mình học mà mình vẫn còn bị cái cách mà gọi là khi mà ghi ra mới đọc được hết câu á, là mình đang còn quên cái âm của từ. Và khi mà mình quên âm của từ thì cách mà khắc phục á, thì mình nghe nhiều và mình tập phát âm nhiều thì mình sẽ nhớ cái âm mỗi từ. Tại vì cái con đường cuối cùng, cái mục tiêu cuối cùng phải có là không cần nhìn chữ, không cần nhìn chữ bóng ra như thế này thì mình mới nói được. Thì để muốn nhớ được âm từ thì phải nghe phát âm, nghe luyện nghe và luyện phát âm. Và để mà rap được mà không cần nhìn chữ thì phải nhớ được cái những cái công thức. Như vậy cô ấy kêu anh ấy kể cho cô ấy nghe về cuộc sống của cô ấy, là cô ấy kêu anh ấy là she tells him, cô ấy kêu anh ấy làm cái gì, cô ấy kêu anh ấy kể cho cô ấy nghe, là so to là mình biết nghe là cái cụm mà kể cho ai đó nghe về cái gì đó. Tell her about my life, ví dụ như là tôi kêu bạn kể cho tôi nghe về việc học của bạn thì anh quay rap như thế nào? I tell you to tell about your studying. To tell me about your study. I tell you to tell me about your study. Rồi bạn kêu tôi kể cho bạn nghe về gia đình của tôi thì chị Lani rap như thế nào ạ? Bạn kêu tôi kể cho bạn nghe về gia đình tôi. Dạ vâng ạ. You tell me to tell you about my family. Yes, about my family. Và tiếp theo, họ kêu cô ấy kể cho họ nghe về việc học của cô ấy. Thì ở đây anh quay rap như thế nào? They tell her to tell them. Question. Họ kêu cô ấy kể cho họ nghe về việc học của cô ấy. To tell them about her studying. Học là study, còn việc học là studying. Rồi tiếp theo, anh ấy kêu cô ấy kể cho anh ấy nghe về công việc của cô ấy, thì chị Lani rap như thế nào ạ? She tell him. Anh ấy kêu cô ấy kể cho anh ấy nghe. Anh ấy kêu cô ấy kể cho anh ấy nghe. He tell her to tell him about về việc học của anh ấy. He tells her about his studying. Yeah, very good. About his studying. Rồi tiếp theo à, tôi kêu cô ấy kể cho tôi nghe về tình huống của cô ấy. Thì tình huống thì mình đang có từ situation. Situation. Rồi Mr. Way à, tôi kêu cô ấy kể cho tôi nghe về tình huống của cô ấy, thì Mr. Way rap như thế nào? About her situation. Và tiếp theo à, tôi kêu bạn kể cho cô ấy nghe về tình huống của tôi, thì chị Lani rap như thế nào? I tell you to tell her about situation. Về tình huống của tôi, về tình huống của tôi. Tell her about my situation. Yes, about my situation. Rồi tiếp theo, tôi kêu bạn đừng kể cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi. Thì mình sẽ có cái từ là kêu ai đó đừng làm cái gì đó. Như cấu trúc ở trên ở đầu buổi mình học là tell ai đó, tell somebody not to do something.
là kêu ai đó, kêu ai đừng làm gì đó, đừng làm gì đó trong tiếng Anh là như thế. Như vậy ở đây tôi kêu bạn đừng, tôi kêu bạn đừng làm như vậy, thì mình đang có cái từ người ta hay gọi là như vậy, gọi là như này, thì mình sẽ dùng từ like this. Còn như kia thì mình sẽ dùng từ like that trong tiếng Anh. Như vậy tôi kêu bạn đừng làm như thế này, thì ở đây chị Lani rap như thế nào? Tôi kêu bạn đừng làm như thế này. I tell you to kêu qua đó đừng làm cái gì đó, thì cấu trúc nó hơi khác một chút xíu. I tell you like, tôi kêu bạn đừng làm. I tell you not to do like. Tôi kêu bạn đừng làm cái gì đó. Kêu ai đó đừng làm cái gì đó là not to. Còn mà sau not to, not to có nghĩa là đừng, thì sau not to sẽ cộng trực tiếp với hành động. Làm trong tiếng Anh là do. Còn như thế này là like trong tiếng Anh. Như vậy tôi kêu bạn đừng, tôi kêu bạn đừng đi về nhà muộn, thì Mr. Wayne nói như thế nào? Tôi kêu cô ấy đừng về nhà muộn. I tell her not to go to home late. I tell her not to go home late. Đối với từ đi về nhà thì mình chỉ có hai chữ duy nhất thôi. Go home, không dùng từ to ở giữa. I tell her not to go home late. Tôi kêu anh ấy đừng có thức khuya. Thì mình đang có cái từ được gọi là từ thức khuya trong tiếng Anh. Đây là động từ thức khuya, thì mình đang dùng động từ là stay up late. Stay up late. Như vậy tôi kêu anh ấy đừng thức khuya, thì chị Lani rap như thế nào? I tell him not to stay up late. Rồi tiếp theo à. Tiếp theo mình có thể nói là tôi kêu họ kêu anh ấy, họ kêu anh ấy đừng đi làm vào ngày mai, thì Mr. Wayne nói như thế nào? They tell him not to go to work tomorrow. Đối với những cái từ mà như là tomorrow, tonight hoặc là today, ở cái gì mà đi chung với từ next, thì mình chỉ dùng những cái từ đứng một mình thôi, không bao giờ mình đệm thêm bất cứ từ gì ở phía trước. Rồi tiếp theo anh ấy kêu cô ấy đừng làm việc cho họ, thì chị Lani nói như thế nào? Anh ấy kêu cô ấy đừng làm việc cho họ. Đừng làm việc cho anh ấy kêu cô ấy. He tell her not to work for them. He tells her not to work for them. They đứng ở trước action. Them đứng sẽ đằng sau action. Rồi tiếp theo mình sẽ có cách nói được rồi. Họ kêu tôi lắng nghe họ trên điện thoại. Thì Mr. Wayne nói như thế nào? They tell me to listen to the phone. It tells me to listen to them on the phone. Họ kêu tôi lắng nghe họ trên điện thoại. Listen to them, lắng nghe họ trên điện thoại. Rồi ở đây, Miss Danny, please. Họ kêu tôi đừng lắng nghe cô ấy trên điện thoại. Thì Miss Danny rap cái câu này như thế nào đây? They tell me not to listen to them on the phone. They tell me not to listen to them on the phone. Họ kêu tôi đừng lắng nghe cô ấy trên điện thoại. Chị Lani. Her on the phone. Rồi. They tell me not to listen to her on the phone. Rồi câu ở đây. Thì ở đây mình đang nhớ đến cái cấu trúc là tell somebody đừng làm cái gì đó, not to do something. Okay, very good. Not to do something. Như vậy đây,
là cái bài mà mình phát triển sau 30 phút mà mình nghe máy của sáng nay. Thì sau 30 phút nghe máy thì mình có 1 tiếng học. Thì bây giờ là mình đã hoàn tất cái ca học trong 1 tiếng. Thì cái biểu đồ tư duy nó phóng ra mới có được 10 giây đầu của câu chuyện thôi. Là mình lấy một vài từ key, là vài từ chính ra từ 10 giây đầu của câu chuyện để mình đưa ra. Thì nghe và nói và phát âm là phải đi song hành với nhau. Do đó thì sau ca học thì mọi người hãy tập ghi những cái gì mình học vào vở, ghi bằng bút, và sau khi mà đánh, ghi bằng bút thì đánh máy để cho nó nhuần nhuyễn. Thì nghe nói viết, nghe nói đọc viết sẽ đi song hành, thì mình sẽ nói được nhuần nhuyễn, còn không thì mình chỉ có ráp tiếng bồi thôi chứ không nói được đâu. Ok, như vậy thì ngày mai thì mình sẽ có tiết học vào buổi sáng tiếp tục. Thank you so much Miss Lani and Mr. Wei, see you tomorrow Miss Lani and Mr. Wei. Thank you so much, teacher. Yeah, thank you. Nice afternoon. See you. Bye-bye, Miss Lani. Bye-bye, Mr. Wei. Bye-bye.